Lo. Lo, Young So. Mới biết chơi nha, có gì chỉ nha. Thiệt, mới biết bạn mới chỉ cho lập nick mới chơi hả? À? Mới chơi được 2-3 trận. Tôi mới biết chơi mà. Có tốt ra hồ. Mong chút cho em hồ. Tôi sẽ. Con thằng vàng bót quá. Ru quả thằng nào đây? Thằng lẻ nè. Chú đấm tay đôi nó luôn. Ơ nó có súng lận. Hy sinh. Gì vậy? Thử súng. Đừng thử súng, địch nó địch nó tìm bây giờ. Đừng thử súng, nó phát hiện vị trí không? Đừng thằng à. À. Có gì không? Không biết nữa. Thôi. À. Anh em đi cẩn thận nha. Em vào đây có đầu. Anh em mình kiếm xe đi anh em ơi. Anh em mình vô bar đi anh em ơi. Anh em mình lên cái chỗ khu nhà trên này đi. Công khu nhà trên này đi rồi ok. Mark the location. Đó anh em mình công lên đó đi. Ủa khu ném bom hả ta? Để nhanh cho nhà anh em á. Khu vực này khu vực bom hả? Chắc
chết bà rồi. Má nó lẻ trúng cái chết queo luôn. Chui vô nhà thôi. Chui nhà này này, cố chạy nhanh nhanh lên tính nhà. Sao cho mà cái chạy bình thường. Có địch hả? Có địch sao mà ghê. Đây mình cam đồ rồi. Rồi, chọc. Chọc. Đây bị tụi nó lút hết rồi sao á? Đó. Đợi tí. Tôi làm cối. Đấy. À. Đồ mày không vô chơi đồ má. Ôi đi thân em ơi. Khu này bị nó lút rồi. Có địch. Thấy địch không? Địch kia. Bỏ ra. Bóp đấy mà. Có xe kìa. Lên xe ông chở đi cho sao. Thêm mình á. Giờ ông nội đâu xe sao chở. Trời máy. Bắn gì vậy? Địch đó hả? Biết đâu. Ở đâu vậy? À biết đâu ông kêu bắn. Chết lên ông máy rồi, dưới đó có người ở dưới giò ông số 4 nè. Ông số 3 gì nè. Tiêu khôi á, các bạn này thấy không có ra lại bộ đó là cái sang cái mới luôn mới khẩu mới sơn nó là trước hoàn thiện rồi, phải không?
được xong hết. Bạn bắt đầu không biết nó mất. Nắng quá nắng. Hai ngàn đúng không? Thì cái sửa cái sàn.